mở hộp một cái máy ép trái cây nha. Panasonic mới vừa mua điện máy xanh 1.260.000. Nó về mở nè. Mở ra. Đây. Tháo ra dễ dàng. Đó. Dễ dàng vệ sinh nha. Để mình rửa sạch sẽ. Rửa sạch sẽ mình nhét vô. Đây là cái ca hứng nước. Hứng nước em. Đó, bây giờ để cái cối cái mâm xay vô. Đó, cái bàn chạy này nó cho là để chà này nè. Thì lúc mình rửa mình chà sạch cái lưới. Đó, bây giờ đẩy cái nắp vô. Bây giờ mình khóa nó lại. Đó, khóa hai bên nha. Hai bên đều khóa lại. Đó, để cây vô. Giờ mình dừng để trái cây vô thôi. Để trái thơm nè, mình xay nước thơm nè. Xong bắt đầu ấn nút. Rồi, ấn nút mở máy. Đó. Ép, giờ đang ép trái thơm xuống. Bây giờ lấy cái này nè, cái này ép ra khỏi chúng tay nè. Đó, mình làm nước là có nước, bây giờ thêm thơm vô. Đó. Nên nước dễ dàng. Thơm chứ. Đó, trộn luôn hả? Rất trộn luôn. Rồi, tiếp tục. Để 2-3 cây hải này khỏi chặt ra để nguyên cây cũng được luôn. Quá trời nước rồi nha. Được mấy ly nước em. Nước em thơm cà rốt. Cái gian cái trái này. Xong rồi tắt máy nha. Bây giờ mở ra. Đó, rồi. Giờ lấy cái này ra, lấy nước ra. Đó, tàn tàn. Một ly nước trái cây rất là ngon. Một ly mà không xi nhê luôn. Xem ra có thấm nước này. Đây. Máy ép này xay cái xác rất là khô nha. Đó, xay khô nước luôn. Ok.